Sau sự kiện ra mắt token TGE vào tháng 1 năm 2024 thành công, thì Manta Network đang cho thấy nhiều chuyển biến rất tích cực. Cụ thể thì Manta Pacific đã vươn lên vị trí top 3 các giải pháp Layer 2 hàng đầu hiện nay, tính theo Total Value Locked, chỉ sau Arbitrum và Optimism. Đây cũng chính là lúc mà cộng đồng đang săn đón ráo riết những dự án tiềm năng trong hệ sinh thái này. Và không thể bỏ qua trong số đó chính là Layer Bank, giao thức DeFi lớn nhất trên Manta Network tính tới thời điểm hiện tại. Vậy Layer Bank là gì? Dự án Lending được Manta Network hậu thuẫn này có điều gì đặc biệt? Hãy cùng ChainCoinVN đi tìm câu trả lời thông qua video ngày hôm nay nhé! Layer Bank, hay còn viết tắt là LBA, là giao thức Lending, Borrowing trực tuyến, không giám sát với mục tiêu trở thành trung tâm thanh khoản của tất cả các Layer 2 EVM. Ban đầu, dự án lấy tên là Linear Bank với định hướng phát triển trên mạng Linear, về sau mới đổi tên thành Layer Bank với mục tiêu mở rộng, cung cấp thêm nhiều tính năng và tiện ích hơn cho người dùng. Layer Bank đang hoạt động trên 4 chain bao gồm Manta, Linear, Scroll và Mode. Trong đó, Manta đang có Total Value Locked cao nhất với 440 triệu USD, chiếm đến 98% tổng Total Value Locked của cả Layer Bank theo dữ liệu vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 của DeFi Llama. Còn nếu so sánh trên mạng Manta thì Layer Bank đang là giao thức có Total Value Locked lớn nhất với 438,5 triệu USD, chiếm đến 75% trên tổng Total Value Locked, đồng thời bỏ xa những cái tên như Sobiu V2 68,7 triệu USD hay là Zero Lamb với 34,2 triệu USD. Với vị thế số 1 của Layer Bank, dễ hiểu vì sao dự án Lending này được chính Manta hậu thuẫn và tài trợ. Vào tháng 1 năm 2024, Layer Bank cho biết họ đã nhận được khoản đầu tư mới từ Manta Network và chi tiết số tiền là bao nhiêu thì không được tiết lộ, nhằm tăng cường bảo mật giao thức và thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái. Thị trường tiền tệ của Layer Bank được xây dựng trên mô hình thế chấp quá mức, tức giá trị thế chấp cao hơn số tiền vay, với quy trình rõ ràng, liền mạch, đảm bảo lợi ích cho các bên vay và cho vay. Ngoài ra thì người dùng có thể kiếm được phần thưởng LAB, token quản trị của Layer Bank, từ các hoạt động đóng góp cho nền tảng. Hệ thống của Layer Bank hoàn toàn phi tập trung, loại bỏ mọi bên trung gian trong các mô hình truyền thống. Ngoài ra còn có cơ chế tự động điều chỉnh lãi suất vay và cho vay dựa trên các tiêu chí được xác định trước, chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng vốn. Và trong mô hình hoạt động của Layer Bank, chúng ta cùng tìm hiểu thứ nhất là về dịch vụ Lending. Đối với người cho vay, cũng chính là các Liquidity Provider, khi deposit tài sản vào Layer Bank, họ sẽ nhận lại được e-token tương ứng với tỷ lệ 1-1, ví dụ 1 ETH với 1 ETH. Các e-token này đại diện cho quyền sở hữu tài sản mà người dùng đã deposit. Chúng có giá trị tăng dần theo thời gian để biểu thị cho lãi suất mà người cho vay nhận được. Khi muốn withdraw tài sản, tức là dừng việc cho vay, họ phải dùng các e-token này để đổi ngược lại. Lúc này thì tỷ lệ sẽ không còn là 1-1 nữa, nó có thể là 1 với 1,1 hoặc 1, 1,2. Hoặc nhiều hơn nữa, nghĩa là 1 ETH đổi lại được 1,1 ETH, trong đó 0,1 ETH chính là số tiền lãi mà người cho vay nhận được. Tiếp đến là đối với borrowing. Đối với người vay, họ phải thế chấp tài sản trước để nhận được khoản vay tương ứng. Tùy theo APR, nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống dưới số tiền đã vay, vị thế của người vay sẽ bị thanh lý dựa trên Max Total Value Lock. Max Total Value Lock thể hiện phần trăm giá trị tài sản thế chấp có thể vay được. Ví dụ, người vay thế chấp 100 USDC với Max Total Value Lock là 80%, thì họ chỉ có thể vay tối đa 80 USDC. Nếu giá trị khoản vay vượt quá 80% giá trị tài sản thế chấp, thì sẽ dẫn đến việc thanh lý một phần khoảng 50%. Lúc này, Layer Bank hoặc nhà thanh lý bên thứ ba được ủy quyền sẽ nhận được khoản ưu đãi thanh lý với mức 15% của phần tài sản bị thanh lý. Và nguồn doanh thu của giao thức Layer Bank đến từ: thứ nhất là lãi suất mà người vay phải trả, thứ hai là phí phạt thanh lý, và thứ ba là phí chia sẻ thu nhập của người dùng. Tất cả doanh thu sẽ được phân phối và sử dụng như sau: 10% sẽ dành cho những người stake LAB token, được phân bổ hàng tuần bằng cách mua lại token LAB từ thị trường. Tiếp đến 50% cho việc cung cấp thanh khoản cặp LAB, LP, và 30% dành cho DAO. 10% được đưa vào quỹ dự trữ, kho bạc, quỹ bảo hiểm. Ngoài ra, khi những người stake LAB nhận được doanh thu, họ sẽ bị tính một khoản phí 5% nằm trong phần phí chia sẻ thu nhập của người dùng. Khi Layer Bank phát triển hơn nữa, giá trị của token LAB dự kiến sẽ tăng lên, từ đó tăng tính thanh khoản và góp phần vào sự bền vững chung của giao thức.
các tính năng chính trên Layerbank. Người dùng truy cập vào website chính của Layerbank tại layerbank.finance cần lựa chọn trên mà họ muốn sử dụng, bao gồm Manta, Linear, Scroll và Mode. Tại đây bao gồm một số tính năng chính như sau. Thứ nhất là Bank, hiển thị tổng quan các thông số quan trọng bao gồm: thứ nhất, các dữ liệu về giao thức, market size, total supply, total borrower, total accrued revenue, total LAB lock, total LAB buyback. Thứ hai là các thông số về tình trạng tài khoản người dùng như là supply balance, borrow balance, net APR, monthly yield, borrower, pending rewards. Và thứ ba, tất cả các loại tài sản crypto đang có sẵn để vay hoặc cho vay với các tính năng như supply, withdraw, borrow, repay. Tính năng số 2 là manage, tức là quản lý. Ngoài các thông số quan trọng liên quan đến tình trạng tài khoản người dùng kể trên, chức năng manage còn cung cấp thêm dữ liệu về token LAB đang stake. Thứ ba là reward, tức là phần thưởng. Đây là chương trình airdrop chỉ có trên Manta. Phần thưởng là các token như Manta, TA và LAB dành cho người dùng dựa vào số point mà họ kiếm được thông qua các hoạt động trên Layerbank, chẳng hạn như supply, borrow, repay, staking. Các chain khác như Linear, Scroll và Mode vẫn được tính point, tuy nhiên thì chưa cụ thể chương trình trả thưởng. Hiện tại chương trình vẫn đang diễn ra và chưa rõ thông tin về thời hạn cuối cùng. Sau khi kết thúc, người dùng có thể claim airdrop ở mục airdrop. Tính năng thứ tư là swap và bridge, chứa các liên kết đến sàn DEX tương ứng với từng chain khác nhau, chẳng hạn như Aperture Finance của Manta, hay là Reno.fi của Linear, hay là Mode Network của Mode. Như đã đề cập ở phần trên, dự án đã nhận được khoản đầu tư ban đầu từ Manta Network. Tuy nhiên, số tiền cụ thể không được tiết lộ. Layerbank hiện là đối tác của những dự án tên tuổi trên thị trường crypto, điển hình như là Linear, Scroll, OKX hay là BitGet. Layerbank hiện đang sử dụng 3 loại token khác nhau cho các chain Manta. Thứ nhất là LBA.M thuộc Manta. Thứ hai là LBA là Linear và LBA.S thuộc Scroll. Về token Key Matrix của 3 token này, mình sẽ để hình ở đây và các bạn có thể dừng hình lại để theo dõi kỹ hơn. Về token allocation và lịch phân bổ token, các bạn có thể theo dõi qua những hình ảnh sau đây. Thứ nhất là LBA.M. Thứ hai là LBA. Và thứ ba là LBA.S. Các use case của token LBA bao gồm: thứ nhất là stake để nhận phần thưởng và point. Thứ hai là tham gia vote để quản trị dự án. Hiện tại các token LBA đang được listing trên một số sàn DEX hoặc SEX như BitGet, Aperture Finance, ListLBA.M và AzizSwap là LBA.S. Các kênh thông tin chính của dự án bao gồm website xDiscord, mình sẽ để 3 link này bên dưới phần mô tả nhé. Layerbank là nền tảng DeFi mạnh mẽ, trao quyền hoàn toàn cho người dùng để họ có thể kiểm soát tài sản, kiếm lời từ cơ chế lãi suất, các phần thưởng hấp dẫn. Vị thế độc tôn mà Layerbank đang tạo ra trên hệ sinh thái Manta Network đã chứng minh tiềm năng lớn của dự án này. Nói tóm lại, nếu phải tìm ra một dự án tiềm năng nhất trên hệ sinh thái Manta Network thì đó phải là Layerbank. Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Và hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình. Bạn còn đánh giá như thế nào về Layerbank? Có nên đầu tư vào các token của dự án này? Hãy để lại ý kiến đánh giá cá nhân để chúng mình cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.